Ở nhà một mình mà đóng bao cà phê, không có sự trợ giúp của người thứ hai, vậy thì một mình làm thế nào để đóng được cà phê mà không cần trợ giúp của người thứ hai? Với ba chiếc que này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách đóng bao cà phê một cách đơn giản nhất, nhanh nhất với một mình có thể làm được nhé mọi người nhé. Mọi người thứ hai cho mình một like và một lượt kênh đăng ký để mình có động lực làm tiếp những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video.